Em yêu quý, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 hàng năm là dịp để toàn thể người dân Việt Nam cùng ôn lại những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, để thêm biết ơn và trân trọng những người đã ngã xuống cho hòa bình ngày hôm nay. Với các bạn nhỏ, lịch sử có thể là một điều gì đó khá mơ hồ, nhưng chị tin rằng các em hoàn toàn có thể yêu hơn và hiểu hơn về lịch sử Việt Nam thông qua rất nhiều cách thú vị. Hãy cùng chị theo dõi chương trình ngày hôm nay để xem các bạn nhỏ đã có những hoạt động bổ ích gì nhân dịp 30 tháng 4 vừa rồi nhé. Vừa qua, 60 bạn nhỏ của Trung tâm Năng khiếu Minh Phương Dance Class đã cùng nhau tham gia một chương trình biểu diễn đặc biệt mang tên Tự hào Việt Nam, diễn ra ngay trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Vì thế, sự kiện này lại càng có ý nghĩa to lớn, khiến cho tất cả các em và toàn bộ khán giả tham gia chương trình đều háo hức và tràn đầy hứng khởi. Với nội dung xuyên suốt là ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, các tiết mục nhảy đều được dàn dựng công phu và sáng tạo, đưa khán giả đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lúc thì là những cô dân quân mở đường dũng cảm, khi thì là những cô gái Nam Bộ dịu dàng duyên dáng, nhưng tất thảy đều vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát trong từng vũ điệu và nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh những tiết mục biểu diễn sôi động hoành tráng, cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu các kiến thức về lịch sử Việt Nam cũng chính là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong chương trình Tự hào Việt Nam. 60 bạn nhỏ trên sàn đấu sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi với độ khó tăng dần. Mỗi câu hỏi có hai phương án A, B. Những bạn nhỏ nào trụ lại sàn đấu lâu nhất sẽ được quyền đi tiếp vào vòng chung kết với thử thách thuyết trình. Nội dung câu hỏi xoay quanh lãnh tụ Hồ Chí Minh và các sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc, đặc biệt là ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Hẳn các bạn nhỏ đã ôn tập rất kỹ càng mới có thể vượt qua được những chướng ngại vật hóc búa như thế này. Có những niềm vui sướng vì được đi tiếp. Có những nỗi buồn luyến tiếc vì phải rơi sàn đấu. Nhưng các em có quyền tự hào vì chúng mình đã nỗ lực hết sức rồi, phải không nào? Con thấy rất vui khi được tham gia chương trình này, bởi vì tham gia chương trình này giúp con hiểu về lịch sử hơn ạ. Con cảm thấy rất tự hào khi được tham gia chương trình hôm nay. Và con được biết thêm nhiều hơn về lịch sử Việt Nam và công lao to lớn của ông cha ta trong thời chiến. Con sẽ học tập thật tốt và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không chỉ là cơ hội để các bạn nhỏ thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và cháy hết mình với đam mê trên sân khấu, các cô giáo của Minh Phương Dance Class đã rất nỗ lực mang đến cho các em một cách tiếp cận lịch sử dân tộc sinh động và hấp dẫn, biến những mốc thời gian, những sự kiện khô khan thành những thông tin hữu ích và gần gũi, dễ ghi nhớ. Từ đó, khơi gợi lên trong các em lòng yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn với thế hệ cha anh đi trước. Không những vậy, thông qua những hoạt động tập thể như thế này, các bạn nhỏ học được nhiều kỹ năng về hoạt động nhóm, tinh thần đoàn kết, có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ bạn mới, đồng thời cũng giúp gắn kết cha mẹ và con cái trong quá trình đồng hành cùng con khôn lớn và phát triển. Khi biết tin câu lạc bộ tổ chức chương trình Tự hào Việt Nam thì ở nhà thì hai mẹ con cũng đã chuẩn bị rất chi là kỹ lưỡng. Bé cũng thường xuyên rủ mẹ là đi hiệu sách Việt Lý hay là xem các kiến thức ở trên TV để con bổ sung thêm kiến thức của mình, với một tâm thế là quyết tâm đi để giành giải và trau dồi được nhiều kiến thức hơn. Tôi thấy đây là một chương trình bổ ích, cho giúp cho các con mạnh dạn tự tin, đồng thời giúp các con được giao lưu, tìm hiểu thêm về các kiến thức lịch sử. Đối với các bạn nhỏ, môn học lịch sử là một môn học có vẻ như là rất là khó tiếp cận, bởi vì các con được sinh ra trong thời bình cũng như là chưa đủ nhận thức để mà hiểu biết được công lao và đức hy sinh của anh cha ta đi trước, của thế hệ trước. Và cái dịp 30 tháng 4 là một dịp vô cùng đặc biệt để nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước trong các con. Và các con được tìm hiểu về lịch sử dân tộc thông qua những cái hình thức hấp dẫn và thú vị hơn, như là thông qua các bài hát, qua các điệu nhảy và qua các game show. Đó là một điều mà chúng tôi vô cùng mong muốn khi tổ chức chương trình này.
dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Tạm biệt không khí sôi động tràn ngập sắc màu của ánh đèn sân khấu. Hãy cùng ngược dòng thời gian quay trở về với quá khứ hào hùng, được tái hiện lại đầy sinh động và chân thực bởi các cô giáo và các em nhỏ trường mầm non Sakura ngay tại sân trường. Cách đây 49 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông Việt Nam thống nhất. Với mong muốn tái hiện lại thời khắc lịch sử đầy tự hào đó, cô trò nhà trường đã tất bật lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục, đạo cụ và tập luyện để có một chương trình thành công và ý nghĩa. Buổi sáng hôm nay thật khác lạ so với những ngày bình thường, khi các bạn nhỏ được mang trên mình những bộ trang phục thật đặc biệt. Không phải là những bộ đồng phục hay quần áo thông thường hàng ngày, mà các bé được hóa thân thành những người chiến sĩ, những cô chú bác sĩ, y tá, học sinh, sinh viên. Dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, các con được tự mình trải nghiệm những thử thách chiến đấu với các trận địa được mô phỏng thực tế, khéo léo sắp đặt từ chính những giáo cụ và những trò chơi thường ngày của các con. Một khung cảnh náo nhiệt rộn vàng khắp sân trường trong cái nắng vàng ươm, chan hòa đầu mùa hạ. Trong những năm tháng đầu đời, hoạt động nhập vai theo chủ đề luôn là một trò chơi được các bé rất yêu thích và hào hứng. Đây là một hoạt động sáng tạo, giúp trẻ biết cách làm việc nhóm, cùng chơi, cùng hoạt động với nhau. Đặc biệt, trẻ được tham gia vào các mối quan hệ xã hội phong phú, đa dạng trong hoàn cảnh tưởng tượng để trải nghiệm những cảm xúc, hành vi xã hội, từ đó phát triển đời sống tình cảm và trí tưởng tượng phong phú của trẻ. Mỗi bạn nhỏ có một ước mơ riêng, bạn thích làm công an, bạn thích làm bộ đội, bạn thích làm cô giáo hay bác sĩ. Và tất cả những ước mơ đó ngày hôm nay đã trở thành hiện thực khi các con được trải nghiệm những công việc thực tế mà bao lâu nay con chỉ được thấy qua sách, báo, tranh ảnh. Bằng tất cả sự hồn nhiên, đáng yêu và thậm chí có phần ngây ngô non nớt của các bé, những khoảnh khắc oai hùng của lịch sử dân tộc đã được hiện lên một cách sáng tạo và độc đáo nhất. Cô và trò trường mầm non Sakura đã rất vui mừng cùng nhau lên ý tưởng trang trí mô phỏng lấy các đạo cụ và cùng nhau sắp xếp bố cục không gian của cuộc chiến một cách chân thực nhất, như súng giả, bom đạn, chuẩn bị lá cờ tổ quốc hay những băng rôn, khẩu hiệu, những chiếc giường bệnh hay là những bông hoa tươi thắm. Để các con hiểu rõ hơn được về trận chiến thì ở trên lớp trong các bài học, các cô cũng đã lồng ghép vào trong các tiết học những tư liệu lịch sử, những hình ảnh và các video trình chiếu. Hoạt động tái hiện lại hình ảnh là các em bé được làm các chiến sĩ. Thông qua đó thì các cô cũng muốn là hướng đến giáo dục cho các con biết được về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Bác Hồ, niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt đấy là sự biết ơn đến các cha ông ta đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, để chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay ạ. Có thể nói, sự sáng tạo và tâm huyết của các cô giáo trường mầm non Sakura đã mang đến một sân chơi trải nghiệm lý thú, bổ ích và mới mẻ, cũng như vô cùng ý nghĩa dành cho các em nhỏ nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và hướng tới 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Từ đó, giúp các em dần nhận thức được rằng để có được cuộc sống hòa bình hôm nay không hề dễ dàng, mà ngược lại, đó là sự hy sinh xương máu và bao mất mát của các thế hệ đi trước. Các em yêu quý, chúng ta thật may mắn vì được sinh ra trong thời bình, được lớn lên trong một xã hội văn minh, hiện đại và được học hỏi thật nhiều điều hay mỗi ngày. Tuy vậy, không vì thế mà chúng ta lại quên đi lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Những hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đi trước chính là niềm tự hào, là động lực tinh thần to lớn để các em tiếp tục cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hy vọng rằng những bài học lịch sử, những trải nghiệm thú vị về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 sẽ góp phần nhen nhóm lên trong các bạn nhỏ tình yêu quê hương, xứ sở và yêu cả những điều bình dị nhất xung quanh mình.
Chương trình thiếu nhi ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.